Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mây Xe. Thay lốp dự phòng là một kỹ năng rất cần thiết mà những người tài mới như tôi và các bạn cần phải nắm bắt. Tuy nhiên, một vài bác tài già rồi, có kinh nghiệm rồi vẫn chưa biết những lưu ý về thay lốp an toàn như thế nào. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng Mây Xe tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Hôm nay là một ngày khá đen đủi khi mà lốp của tôi đã bị xì. Và bây giờ tôi phải thay lốp dự phòng. Bây giờ chúng ta đầu tiên, bước đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là kiểm tra xe của mình, xem là liệu chúng ta đã về P chưa và phanh tay đã kéo lên chưa. Tiếp đó chúng ta cần phải ra tín hiệu đèn hazard cảnh báo để cho các phương tiện phía sau biết được mình đang thay lốp. Ngoài ra anh em cần có cái tấm biển báo hay là cái cành cây đặt cách xe mình tới 10m để thông báo rằng các phương tiện tới tiếp là chúng ta đang thay lốp dự phòng để đảm bảo an toàn cho chính mình. Bộ trang bị trên xe thì rất đơn giản thôi. Đây, một đầy kích rất to, một cái vặn và cái cờ lê. Tôi sẽ lấy kích cho anh em xem. Đây là kích xe. Thường thì lốp dự phòng hay đặt ở trong cốp. Tuy nhiên một vài mẫu xe như là SUV này hay là bán tải sẽ được đặt ở ngay phía dưới này. Thì khi anh em lấy, anh em phải lưu ý về những cái quy định an toàn cơ bản. Ngay sau khi lấy lốp ra khỏi cốp xe thì đây là điều mà anh em cần lưu ý. Việc để lốp dự phòng ở đây để hạn chế tình trạng khi mà chúng ta bị trượt kích, đây này, khi mà chúng ta bị trượt kích ở đây thì rất có thể xe sẽ sập xuống và gây tai nạn cho chúng ta. Vì thế anh em cần lưu ý đặt lốp ngay tại phần thân xe để tránh trường hợp đấy xảy ra. Tiếp đến chúng ta sẽ cần hạ cái kích này xuống, tại vì khi mà để trong cốp thì của tôi thì cái kích này hơi cao. Để vặn được kích xe thì chúng ta cần phải lắp đặt bộ kích này. Và đây là thao tác thực hiện nó. Chúng ta cho cái thanh này vào đây. Và tiếp đến chúng ta sẽ dùng cờ lê để tạo thành một cái đòn bẩy giúp chúng ta có thể xoay dễ dàng hơn. Một điểm lưu ý là khi đặt kích, anh em phải đặt vào khung chassis của xe để cho việc giúp chúng ta nâng hạ gầm một cách đơn giản nhất. Trước khi anh em đặt bộ kích vào khung gầm của xe và nâng cái bánh lên thì anh em cần lưu ý là phải vặn lỏng ốc trước khi mà chúng ta nâng bánh lên, tại vì tránh trường hợp mà bánh bị quay. Và khi đó thì anh em phải lưu ý là phải vặn ốc theo hình vẽ của hình ngôi sao. Sau khi kích xong đấy thì như tôi đã gợi ý anh em ban đầu là anh em nên đặt bánh dự phòng ở đây để tránh tình trạng khi chúng ta đang vặn bánh ở đây thì thân xe có thể sập xuống và đè tay chúng ta, rất nguy hiểm. Một điểm lưu ý là trước khi anh em tháo lỏng toàn bộ bánh xe, anh em phải tháo theo thứ tự vẽ hình ngôi sao. Đây ạ, nếu em tháo được điểm này anh sẽ phải tháo như kiểu này, hình ngôi sao. Sau khi đã vặn toàn bộ ốc ra thì chúng ta nên để gọn một chỗ để tránh tình trạng ốc bị thất lạc. Và bây giờ chúng ta chỉ cần tháo bánh xe đã bị xì ra thôi. Anh em nên lắc lắc một tí để cho tránh trường hợp mà cái bánh xe nó quá chặt thì anh em có thể tháo ra dễ dàng hơn. Đây. Khi đã tháo bánh xe ra rồi thì anh em lập tức, như tôi đã nói lúc nãy, đưa bánh xe vào vị trí thân xe để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng chiếc xe có thể bị sập. Và bây giờ chúng ta chỉ cần việc đặt bánh dự phòng vào xe là được. Chúng ta cần lưu ý là đặt cho nó phù hợp và tránh cái tình trạng đặt quá vội vàng khiến cho ốc bị hỏng. Khi đã đặt bánh dự phòng vào vị trí, anh em vẫn phải lưu ý nguyên tắc lắp tháo ốc như tôi đã vừa nói với anh em, đó chính là vẽ hình ngôi sao. Khi mà lắp ốc vào bánh xe, anh em cần chú ý là chỉ cần chúng ta siết nhẹ thôi. Khi mà chúng ta hạ kích rồi, chúng ta phải siết mạnh vào. Ngoài ra, tôi muốn nhắc thêm là anh em cần phải chú ý hơn đến lốp dự phòng của mình. Bởi vì trường hợp mà chúng ta xì lốp xe rất hiếm gặp và rất ít gặp. Cái lốp của mình khi ở trong cốp luôn đầy hơi, luôn đảm bảo đúng kỹ thuật an toàn để tránh tình trạng khi mà chúng ta thay lốp vào rồi đi trên đường gặp nguy hiểm thì ai chịu trách nhiệm, đúng không ạ? Một số điểm anh em cần lưu ý về lốp dự phòng đó chính là không phải trên mỗi xe nào lốp dự phòng cũng giống nhau. Và tùy loại xe thì lốp dự phòng có kích cỡ khác nhau. Chính vì vậy anh em cần lưu ý đến cái giới hạn tốc độ của cái bánh xe. Ở đây thì lốp của tôi chỉ là lốp sơ cua, nhỏ hơn lốp chính rất là nhiều. Chính vì vậy mà tốc độ tối đa tôi có thể đạt được trên cái lốp xe này đó chỉ là 80 km/h. Và em cần lưu ý là chính vì cái lốp xe nó thành nhỏ như vậy mà khi di chuyển anh em phải chú ý khi sang đường, khi chúng ta đi những tốc độ cao hơn. Và một lưu ý cuối cùng mà tôi muốn nhắc nhở anh em đó chính là khi anh em đến địa điểm sửa xe gần nhất thì anh em nên thay lốp mới. Như vậy là tôi đã chia sẻ với anh em về cách chúng ta thay lốp dự phòng và một phần nào đó giúp cho anh em có thể thay lốp dự phòng an toàn hơn. Bên cạnh đó thì theo anh em thường thay lốp dự phòng kiểu gì?
có những lưu ý gì mà chúng tôi đã không đề cập đến không? Hãy cho chúng tôi biết ở dưới phần bình luận nhé. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích, đừng quên để lại like, share và đăng ký cho Mese. Ngoài ra, chúng tôi còn có group Facebook Anh Em Mese ở dưới phần mô tả để anh em có thể trao đổi về những mẫu xe mới. Tôi là Minh Hiếu, xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.